nạn nhân kể việc bị giang hồ hành hung, kéo container chặn trước nhà. Quý vị và các bạn thân mến, trưa ngày 15 tháng 5, phóng viên đã tìm đến bệnh viện Quân y 175 gặp anh Nguyễn Quang Vĩnh 48 tuổi ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đang nằm trên giường để người thân chăm sóc, anh Vĩnh thiều thào kể lại sự việc trong đội bức xúc. Khi đó khoảng 19 giờ, Ngày 14 tháng 5, tôi cùng với vợ là Thi Thủy Tiên 42 tuổi và con nhỏ đang ngồi xem TV tại nhà số 242 đường Nguyễn Oanh, phường 17 quận Gò Vấp thì bất ngờ có một nhóm khoảng 30 người đập cửa bên ngoài, rồi chửi bới om sòm. Sau đó, nhóm người này dùng một chiếc xe cẩu ở phía công trình bên cạnh điều khiển đẩy một chiếc container khoảng 20 feet đặt trước nhà tôi chặn hết lối ra vào. Một thanh niên mặc áo thun sọc xanh quần jean xông vào nhà chửi bới tôi, mày có nhớ tao là ai không? chưa hiểu chuyện gì nhiều thanh niên khác lôi tôi ra trước nhà đấm đá túi bụi làm đầu tôi trắng váng chảy máu nhiều sau khi đánh anh vĩnh nằm gục xuống đường các thanh niên này bỏ đi vào nhà thì anh vĩnh cố gắng đứng dậy chạy đi kêu cứu mọi người chị tiên vợ anh vĩnh bàng hoàng kể nhóm thanh niên trên xông vào nhà đánh đập anh vĩnh chạy máu đầu tôi quỳ xuống xin xỏ la hét nhưng chúng không dừng lại anh vĩnh bị đánh nhưng vẫn cố gắng la lên bảo tôi ôm con nhỏ ra khỏi nhà sau đó hoảng sợ ôm con gái chạy ra ngoài kêu cứu mọi người cũng theo chị Tiên khi xông vào hành hung anh Vĩnh, nhóm thanh niên này đã cắt điện, rút camera theo dõi để không ghi lại sự việc hành hung chồng chị. Theo anh Vĩnh, đây không phải là lần đầu nhóm thanh niên trên đến gia đình anh chửi bới hành hung. Vào tháng 12 năm 2016, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, nhóm thanh niên đó cũng đã đến chửi bới ham dọa yêu cầu gia đình anh rời khỏi nhà. Anh Vịnh nói, tôi nghi ngờ nhóm thanh niên trên liên quan đến việc tranh chấp đất đai của gia đình tôi với một hộ dân sống gần nhà, bởi hơn một tuần nữa phía tòa án sẽ giải quyết vụ tranh chấp đất đai đó. Anh Nguyễn Quang Vị, 37 tuổi, em trai anh Vĩnh kể thêm, lúc đó anh đang trên đường đi làm về thì nhận được điện thoại của gia đình, báo Vĩnh bị đánh. Lúc về tới nơi anh thấy rất nhiều người xăm trộn đầy mình, mặt mày bầm trợn, đang đứng trước nhà anh Vĩnh chửi bới. Anh Vĩ nói, tôi thấy có một container đã được đẩy vào chắn trước cửa nhà anh Vĩnh. Sau đó tôi có chui vào trông thấy cảnh hỗn loạn. Mọi người nói anh Vĩnh bị đánh đập. Lập tức tôi chạy ra ngoài đường, lấy xe lên công an phường 17 trình báo sự việc. Trao đổi với phóng viên đại diện công an phường 17 cho biết, sau khi nhận được tin báo từ người dân đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an quận Gò Vấp, nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai các nhân chứng và điều tra nguyên nhân.